Lên sóng cho cô chú anh chị em thêm một cái mẫu xe tải Olin 350 đời 2017 Một cái mẫu xe máy cơ thùng già lọt lòng 37 các bác nhé Trước mắt toàn thể của cô chú anh chị em đây là một cái mẫu xe tải Thaco Olin 350 Tải trọng 3 tấn 49 đời 2017 Mẫu xe này thì hồ sơ cầm tay rồi Màu xanh dương Toàn bộ phần cabin vẫn là sơn zin Sơn zin gần như là có một cabin luôn Sơn zin cả, cả cả xe anh nhá Sơn zin cả xe Hồ sơ cầm tay rồi Đây đã rất hồ sơ nên cái việc ra tên nó sẽ rất là nhanh chóng thôi Đấy, Rất là nhanh à, Tiếp tới thì đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này còn tới tháng 4 năm 2024 Tháng 4 năm 24 nhé Đó Đã được lên gương cao hai mảnh Và lên xuống cái chỉnh điện rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái video Chia sẻ chi tiết hơn về mẫu xe này Trước tiên về tổng thành xe Tất cả cái mã kính này Tất cả cái mã kính là 2017 của Nguyên này Nguyên mã 27 nhá Sơn đây là màu sơn riêng nguyên bản của nó đây Uh, đây là so với ánh sáng với cả cái màu cam nó sẽ không được tươi như đúng màu của nó nhé Còn cái màu nguyên bản của nó như em trực tiếp mắt em đang thấy thì nó sẽ có màu nó hơi bạc bạc hơn một chút nhé hơi bạc hơn một chút. Đấy và toàn bộ đây vẫn sơ zin nhá, toàn bộ đây vẫn sơ zin. sơ zin này. Sẽ không lỗi đường vào luôn. Đấy. Nhá. Đó, ok, tổng thành sơn màu sơn đèo xe nó không bị loang lổ màu. Đó, ok, sơn zin này. Uh, tất cả mặt kính còn nguyên bản này đi tới phần uh, thùng xe à vào phần cánh cửa thì cũng có thể thấy được rằng toàn bộ phần cánh cửa đây cũng như là tổng thành thùng xe này thùng thì vẫn mở ba vách nhá thùng mở ba vách chưa có lên năm bừng đâu năm bừng sau này lên những cái mẫu xe đời hành nghìn tám như cái mẫu xe đòi, như những cái mẫu xe dòng xe máy điện thì mới lên được năm bừng đó đây sơn vẫn sơn zin này mã kính còn nguyên này tất cả mã kính nguyên bản nhá và đối với những cái mẫu xe này thì máy móc cũng nguyên bản luôn Với hệ thống lên xuống kính chỉnh điện Toàn bộ phần tắp cửa đây Đó với hệ Nó không bị phai màu Hội bạc màu gì cả Lên xuống kính chỉnh điện rồi đây Gương cao hai mảnh Và Xe cam kết không đâm va Đi sâu hơn về phần nội thất của mẫu xe này Thì với nội thất là ghế bọc da Ghế bọc da trần nguyên bản nhá Vẫn là trần nguyên bản thôi Xe những cái mẫu đời này thì cam kết cho anh chị em là không đụng va chạm gì cả Đấy Với toàn bộ phần vô lăng giả tích hợp Với vô lăng giả tích hợp này Hộp số là 5 số tiến và một số lùi Toàn bộ phần Tắp lô Đẹp đều nhé Hệ thống đèn còi này Hệ thống xi nhang Hoạt động bình thường ổn định Hệ thống đại FM Điều hòa đầy đủ nhá Đây với những cái công năng cơ bản đều hoạt động tốt hộp để đồ này đây nữa này đấy tất cả các công năng cơ bản của mẫu xe này đều đều hoạt động tốt các bác nhá đều hoạt động tốt ok bây đại cái cửa đại thế đấy đây số hoạt động bình thường anh chị em mà đang cần tìm một cái mẫu xe thùng nó vừa phải không quá ngắn thùng ba mét bảy đó lòng luồn lách vào phố dễ vào ngõ dễ thì phải cân đối mẫu xe này toàn bộ phần tôn thành thùng nhà máy đây đây là tôi nốc rồi nhá đây tôi nốc rồi đây thành nốc rồi đây là, nốc. đây là cánh để vào cái nốc hết rồi này đó bừng thành đều đẹp, đẹp sơn zin bừng thành sơn zin phần bình nhiên liệu này còn rất là đẹp rất là sáng nhá cái xe này thì tàu xe 3 tấn rưỡi thì đối với cái xe này vẫn trang bị sàn sóng bình thường vẫn trang bị sàn sóng hệ thống sắt xi đôi nhíp hai tầng nhá sắt siro hai tầng có dàn lốp còn tương đối là mới nó còn khoảng tầm uh, trên 70 phần trăm nhé còn khoảng tầm 80 phần trăm đối với dàn lốp này đây Ủa giờ nó còn trên 80 đó Ok và em sẽ đến với cả phần tọt lòng thùng bên trong của cái mẫu xe này nhé đây toàn bộ phần bửng nít đây toàn bộ phần bửng nít này cái dùng sau này và cái thanh ngang của nguyên nguyên thanh ngang nhé với kích thước lọt lòng thùng dài là 37 rộng nó khoảng tầm 1,8 m nhá, rộng 1,8 m. Đó. Đây, sơn xi vẫn sơn zin. Vẫn đang là sơn zin. Đấy, chưa có sơn lại chưa có gì cả. Có tỉa thì có một số vết thì còn chấm tỉa thôi. Không phải là sơn nhá. Đây, với phần thùng bên trong đây, hiện tại chiếc xe này chưa có lót sàn. Toàn bộ sàn sóng nguyên bản và chúng ta có thể mở tốt cả ba bừng thành nhá. Có thể mở cả ba bừng thành. Đấy, đây. Xin được chia sẻ lại thông số của lọt đồng thùng của mẫu xe này. Với chiều dài lọt lòng là 3,7, rộng là 1,8 và cao cũng 1,8 nhé Ok. Và đó là chia sẻ về cái mẫu xe tải Taco Olin 350, một cái mẫu xe máy cơ Đã 2017. Ô chú anh mà đang quan tâm đến những cái những cái mẫu xe máy cơ tải 3.49, thùng dài lọt lòng 3,7 luồn lách dễ và ngõ dễ mà cõng tải khỏe thì có thể cân đối với mẫu xe này với tầm tiền nhô 200 triệu một chút anh chị em mà quan tâm thì kết tối với em ngay và xin được chia sẻ thông tin lạ một lần nữa về mẫu xe này Olin 350 máy cơ đã 2017 đã lên gương cao hai mảy lên số kính chỉnh điện đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 2024 hồ sơ cầm tay ra tên trong vòng một đất nhạc với mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe tải này là 245 triệu đồng cho bác nhé 245 triệu đồng anh chị em mà đang quan tâm và cần thông tin về mẫu xe này và mức giá ưu đãi hơn thì hãy kết nối với em 245 triệu đồng cho mẫu xe này Olympia 350 là 2017 bạn nào quan tâm kết nối em qua các số hotline 0975 180 77 0981 188 765 em địa chỉ ở phố Giang Khánh thị trấn Giang Tiên huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video chia sẻ báo giá dòng xe Kia Olympia ở video lần sau xin chào